Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN của Mỹ, Tổng thống Ukraine khẳng định nước này sẽ không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông. Đài CNN dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã chuẩn bị để đánh lại quân đội Nga ở vùng Donbass và khẳng định trận chiến này có thể ảnh hưởng tới tiến trình toàn bộ của chiến tranh. Trả lời phỏng vấn ngay tại văn phòng Tổng thống ở Kiev vào ngày 15 tháng 4, Tổng thống Zelensky bày tỏ ông không tin tưởng vào quân đội Nga và giới lãnh đạo Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu Nga chiếm được Donbass thì không có gì đảm bảo quân đội Nga sẽ lại không tiến tiếp về Kiev. Trong khi đó, quân đội Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine được gần tròn 2 tháng. Gần đây, Nga rút quân khỏi khu vực phía Bắc Kiev để tập trung vào chiến sự ở vùng Donbass. Tổng thống Putin và ban lãnh đạo Nga đã liên tục khẳng định họ sẽ không khoan nhượng trong việc bảo vệ bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014 và bảo vệ người Nga ở vùng Donbass nằm ở miền đông Ukraine đang đấu tranh vũ trang để ly khai khỏi Ukraine. Nga cũng đã công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng ly khai ở vùng Donbass vào cuối tháng 2 năm 2022. Cho tới nay, chủ quyền đối với Crimea và sự ủng hộ dành cho Donbass là những vấn đề mà Nga không tỏ ra bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp nào trong các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như trong các tuyên bố công khai của họ. Trước đó, Nga khẳng định Ukraine đã có kế hoạch tái chiếm Donbass, còn phía Ukraine bác bỏ điều này. Theo thông báo mới nhất, Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol, miền đông Ukraine. Đây có thể coi là một bước tiến quan trọng đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine bất ngờ bật mí về một hiệp ước hòa bình có thể có. Từ 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tất cả các binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal tại Mariupol nhận được tối hậu thư từ Nga yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng. Họ có thể rời khỏi khu vực bị Nga bao vây sau đó 4 tiếng mà không mang theo vũ khí đạn dược. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận tình hình tại Mariupol là khó khăn. Quân đội Nga có thêm các sư đoàn tham gia để giành quyền kiểm soát thành phố. Giới phân tích quân sự cho rằng Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược nằm giữa khu vực ly khai Donbass và bán đảo Crimea. Điều này có ý nghĩa quan trọng về thế trận quân sự, giúp Nga có lợi thế trong việc tiến hành các bước tiếp theo của chiến dịch đặc biệt. Sau khi rút quân ra xa thủ đô Kiev, Nga đã tập trung các chiến dịch quân sự bảo vệ khu vực người Ukraine ly khai ở miền đông. Nhiều lo ngại trong thời gian tới, khu vực miền đông Donbass sẽ là điểm nóng chiến sự thay vì trên tất cả các mặt trận trước đây. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cho biết chỉ một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không đủ để đạt được thỏa thuận giữa Kiev và Moscow về tình hình Ukraine. Tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ cần một cuộc họp. Tôi không nghĩ có thể gặp chỉ một lần và thống nhất được mọi thứ bởi có rất nhiều vấn đề. Hiệp ước hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện. Một trong đó là sự đảm bảo an ninh đối với Ukraine. Văn kiện còn lại liên quan trực tiếp đến quan hệ của Ukraine với Nga. Tổng thống Ukraine cũng nêu tên các quốc gia sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo an ninh như Anh, Mỹ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sự đảm bảo riêng từ phía Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, để đạt được một hiệp ước hòa bình như vậy, Nga và Ukraine cần phải làm nhiều hơn nữa cho tiến trình đối thoại. Tổng thống Ukraine và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế mới đây đã thảo luận về sự ổn định tài chính của nước này cùng công cuộc tái thiết hậu xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 4 viết trên mạng xã hội Twitter đề cập tới cuộc thảo luận giữa ông với Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva. Nhà lãnh đạo này cho biết hiện tại Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế đã có kế hoạch rõ ràng cũng như tầm nhìn về những triển vọng. Theo đó, ông chắc chắn rằng sự hợp tác này sẽ đạt được hiệu quả. Bà Georgieva cũng xác nhận về cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine trong một dòng tweet khác sau đó cùng ngày. Bà viết rằng cảm ơn vì cuộc gọi rất hiệu quả. Hỗ trợ là điều rất cần thiết để đặt nền móng cho nỗ lực xây dựng lại một Ukraine cạnh tranh và hiện đại. Trước đó, Thủ tướng Ukraine cho biết ông sẽ tham dự các cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, Mỹ trong tuần này nhằm tìm kiếm thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới ngày 10 tháng 4 dự báo xung đột có thể khiến kinh tế Ukraine giảm khoảng 45,1% trong năm nay.
Trong đó, báo cáo này lưu ý mức độ suy giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự kéo dài bao lâu và khốc liệt đến mức nào. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định tương lai nền kinh tế Ukraine vẫn rất mơ hồ do cục diện chiến sự chưa rõ ràng, khi các cuộc đàm phán hòa bình không đạt tiến triển và hai bên đang dồn lực tới Donbass, miền đông Ukraine, chuẩn bị cho trận chiến mang tính quyết định. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới chuyên trách khu vực châu Âu và Trung Á cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Ukraine và hệ thống hạ tầng nước này chịu thiệt hại rất lớn. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrienko cuối tháng 3 cho hay cuộc chiến đã khiến nước này thiệt hại đến 564,9 tỷ đô la Mỹ nếu tính cả thất thu về thương mại và kinh doanh. Ukraine ngày 13 tháng 4 đã tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng hai tên lửa Neptune tấn công và gây thiệt hại nặng cho soái hạm Moskva. Hàng trăm người dân Ukraine xếp hàng nhiều giờ trước bưu điện Kiev chờ mua con tem mới phát hành in hình soái hạm này. Soái hạm Moskva bị chìm cuối ngày 14 tháng 4 trên Biển Đen khi đang được lai dắt về cảng ở Crimea. Dù Ukraine tuyên bố là đã đánh chìm soái hạm, nhưng Bộ Quốc phòng Nga lại cho hay con tàu bị nổ kho đạn sau một vụ cháy chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan bưu chính Ukraine tháng trước phát động cuộc thi sáng tác tem với hơn 500 tác phẩm dự thi. Giải thưởng được trao cho một con tem của người dân thành phố Lviv, mô tả cảnh một người lính Ukraine đứng trên bờ và thể hiện cử chỉ phản kháng đối với soái hạm Moskva. Chúng tôi muốn in thêm, nhưng vụ công kích Kiev tối qua đã ảnh hưởng tới nhà máy, nên chúng tôi không có đủ lượng tem cần thiết để bán. Số lượng tem bán được hiện đang là 1 triệu bản. Sau khi phát hành, con tem cháy hàng ở bưu điện và nhanh chóng được tung ra trên các trang bán lẻ trực tuyến. Moskva, tàu tuần sương tên lửa mang tính biểu tượng khoái quân Nga, nổi tiếng từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Ukraine khi nó áp sát vào đảo Dmini và kêu gọi đơn vị biên phòng đầu hàng. Đồng minh thân cận nhất của ông Biden nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Delaware, ông Chris Kuhn, một chính trị gia được truyền thông miêu tả là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Biden trong Thượng viện, đã nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại Ukraine sẽ trở thành Syria của Đông Âu. Mỹ không thể quay lưng trước thảm kịch của Ukraine. Tôi cho rằng lịch sử của thế kỷ 21 tập trung vào việc chúng ta sẽ bảo vệ tự do của Ukraine mạnh mẽ như thế nào và Tổng thống Putin chỉ dừng lại khi chúng ta ngăn chặn ông ta. Ông Kuhn nhận định hôm 17 tháng 4 trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS News. Khi được hỏi về những bình luận gần đây của ông về việc kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ thảo luận về việc đưa quân đội tới Ukraine, thượng nghị sĩ này nhận định rằng, mặc dù ông tin tưởng vào những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm tập hợp phương Tây trừng phạt Nga, nhưng ông cho rằng cần có nhiều hành động trực tiếp hơn. Giống như Tổng thống Biden, trước đó ông Kuhn phản đối việc đưa quân Mỹ tới Ukraine, thượng nghị sĩ này hiếm khi có quan điểm trái ngược với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, sự thay đổi lập trường của ông Kuhn gần đây đã làm dấy lên lo ngại về những điều nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc. Hai thế lực đáng gờm sắp gia nhập, NATO như hổ thêm cánh, Nga có ngay đòn đáp trả rất rắn. Xét đến khả năng quân sự, vị trí địa lý và mối quan hệ chặt chẽ với ba nước Baltic, NATO sẽ không có lý do gì để từ chối hai thế lực đáng gờm này. Nga sẽ làm gì? NATO như hổ thêm cánh. Trước những động thái quân sự gần đây của Nga, Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia truyền thống trung lập hiện đang tiến rất sát đến việc gia nhập NATO, giúp liên minh mạnh mẽ hơn đáng kể. Lãnh đạo cả hai quốc gia cho biết, đơn xin gia nhập chính thức có thể sẽ sớm được đệ trình với triển vọng trở thành thành viên trong mùa hè năm nay. Tất nhiên, Nga không hài lòng với điều này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực Baltic nếu Thụy Điển và Phần Lan tham gia. Theo Arab News, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2014 sau khi Nga sát nhập Crimea. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales năm đó, các đồng minh đã tạo ra một loại cam kết mới được gọi là các đối tác cơ hội tăng cường nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng với các nước không thuộc NATO. Phần Lan và Thụy Điển hiện là hai trong số năm đối tác như vậy. Cả hai đều đã tham gia các hoạt động do NATO dẫn đầu trong nhiều năm mà không phải là thành viên. Quân đội Thụy Điển và Phần Lan là một phần trong sứ mệnh của NATO tại Kosovo và đóng góp cho lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan. Thụy Điển cũng tham gia hoạt động của NATO tại Libya vào năm 2011. Cả hai nước đều duy trì khả năng quân sự vượt xa hầu hết các thành viên NATO hiện có. Hơn nữa, vì đều là quốc gia Bắc Cực, cả hai có thể giải quyết tầm quan trọng và thách thức ngày càng tăng ở khu vực này cũng như đáp ứng nhu cầu của NATO trong việc vạch ra chiến lược mới. Cả hai quốc gia đều rất quan trọng đối với khả năng phòng thủ của NATO và nếu cần thiết sẽ có khả năng chi phối được Baltic trong trường hợp có xung đột với Nga. Về mặt quân sự, ba quốc gia Baltic, Estonia, Latvia và Lithuania bị cô lập với các thành viên NATO khác. Sẽ cực kỳ khó khăn cho NATO khi đối phó với một sự cố ở Baltic nếu không có sự đồng ý của Phần Lan và Thụy Điển.
lịch sử đã chỉ ra rằng hầu hết các hoạt động quân sự ở khu vực Baltic đều yêu cầu tiếp cận đường hàng không, đường biển và đất liền của Thụy Điển và Phần Lan. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ đóng góp rất nhiều vào an ninh chung của liên minh. Xét đến khả năng quân sự của Phần Lan và Thụy Điển, vị trí địa lý ở biển Baltic và mối quan hệ chặt chẽ với ba nước Baltic, NATO sẽ không có lý do gì để từ chối. Nga sẽ làm gì? Với quan điểm của Thụy Điển và Phần Lan, việc có tư cách thành viên NATO cũng sẽ giúp bản thân họ được đảm bảo an ninh hơn trước cục diện chính trị đang thay đổi ở châu Âu theo cách chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến II. Moscow coi việc nước láng giềng Phần Lan gia nhập NATO là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, vì Mỹ có thể triển khai các thiết bị quân sự tiên tiến ở nước này, nhưng nhiều khả năng Nga sẽ không cản được nỗ lực gia nhập của hai quốc gia kể trên. Trong bối cảnh xung đột hiện tại, hai nước có khả năng được phê duyệt nhanh chóng tư cách thành viên để thực hiện sự đoàn kết và sức mạnh của liên minh trước động thái của Nga. Catherine A.M. Price, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Newcastle, nói với Al Jazeera, Điện Kremlin đã đe dọa hậu quả trong nhiều năm nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin gần đây cho biết Nga sẽ phải điều chỉnh lại sự cân bằng ở biên giới. Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến quyết định của Thụy Điển và Phần Lan với tuyên bố nước này sẽ chấm dứt một vùng Baltic không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, như Tổng thống Lithuania cáo buộc, Nga từ lâu đã có các điểm lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad. Chính điều này càng củng cố thêm trường hợp trở thành thành viên NATO. Tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ xóa bỏ vị trí trung lập và không liên kết của hai quốc gia và hướng tới việc chấp nhận tư tưởng quân sự hóa về an ninh theo cách tiếp cận chính của phương Tây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sẽ không có động thái rắn mà Nga định áp dụng lên Phần Lan và Thụy Điển vì sự khác biệt lịch sử khi so sánh với trường hợp Ukraine. Sẽ khó có khả năng Nga tiến hành một động thái leo thang đáng kể đối với Phần Lan hoặc Thụy Điển ngay cả trước khi trở thành thành viên NATO, Wright nhấn mạnh. Chuyên gia Trung Quốc dự báo triển vọng và hậu quả cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo bình luận của ông Feng Yujun, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Fudan, Trung Quốc, xung đột Nga-Ukraine là một cuộc khủng hoảng quốc tế lớn ở một châu Âu trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Về nguyên nhân, ông Yujun cho rằng có những quan điểm khác nhau từ cả hai phía. Nga nhấn mạnh sự mở rộng về phía đông của Ukraine, cả nỗ lực gia nhập liên minh này của Ukraine là những lý do cơ bản khiến Moscow phải dùng đến vũ lực. Ở phía bên kia, nhiều quốc gia coi đây là một cuộc tấn công vào một quốc gia độc lập có chủ quyền. Vậy, triển vọng của cuộc xung đột là gì? Ông Yujun lưu ý, do một số mục tiêu mà Nga đề ra ban đầu chưa đạt được, nên ở mức độ nào đó, Nga đã và đang điều chỉnh mục tiêu cuối cùng cũng như chiến thuật trên thực địa cho phù hợp với điều kiện thay đổi và phản ứng của đối thủ trong cuộc xung đột này. Kết quả của cuộc xung đột chủ yếu sẽ bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố. Đầu tiên phải là sự phản kháng của Ukraine. Như chúng ta đã thấy thì Ukraine đã thể hiện ý chí chính trị rất mạnh mẽ để tự vệ cũng như khả năng chiến đấu tương đối kiên cường. Thứ hai là sức mạnh của Nga. Nếu so sánh riêng với Ukraine thì Nga chắc chắn nắm được những lợi thế áp đảo. Tuy nhiên, cuộc xung đột không chỉ diễn ra giữa Nga và Ukraine vì Kiev đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước. Trong hoàn cảnh đó, lợi thế Nga đương nhiên giảm đi. Thứ ba là dư luận trong nước Nga. Tâm lý phản đối cuộc xung đột vẫn còn tồn tại kể từ khi nó nổ ra. Thứ tư là phản ứng quốc tế. Khi xung đột bùng phát, nhiều quốc gia, bao gồm các quốc gia trung lập truyền thống như Thụy Sĩ và Phần Lan, đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine, đồng thời gây áp lực lớn với Nga. Cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng và giao tranh vẫn tiếp tục, song song với các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không đạt được kết quả thực tế ngay lập tức vì quan điểm và sự thỏa hiệp của hai bên vẫn còn khác xa nhau. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở việc Moscow muốn Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, cũng như khu vực Donbass độc lập. Điều đó có thể khó chấp nhận với Ukraine. Đây là lý do tại sao cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù mọi thứ diễn ra trên thực địa như thế nào, Nga dường như cũng đang bộc lộ một số mặt hạn chế. Một là, trong cuộc xung đột này, Nga đã tuân theo những cách thức chiến tranh truyền thống, trong khi Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến công nghệ cao và phân tán. Hai là sức mạnh quốc gia toàn diện của Nga xuất hiện một số vấn đề. Ngoài sức mạnh quân sự, Nga cho thấy sự tụt hậu về sản xuất, tài chính và công nghệ. Ba là logic cơ bản của tư duy chiến lược Nga đã lỗi thời. Vậy cuộc xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng như thế nào? Theo ông Yujun, mặc dù Ukraine sẽ không gia nhập NATO sau xung đột, nhưng khả năng cao là nước này sẽ gia nhập Liên minh châu Âu và có xu hướng áp dụng con đường phát triển của châu Âu. Dưới các lệnh trừng phạt quốc tế, Nga có thể bị cô lập tương đối và bị hạn chế tham gia vào các hệ thống kinh tế và chính trị quốc tế. Cuộc xung đột này cũng là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thế giới sau chiến tranh lạnh. Điều này được thấy rõ ở hai khía cạnh.
Trong lĩnh vực an ninh quốc tế, châu Âu đã trở nên thống nhất hơn, NATO được hồi sinh và vai trò lãnh đạo của Mỹ trong liên minh an ninh xuyên Đại Tây Dương được củng cố. Trong khi đó, nhiều nước đặt câu hỏi về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc gìn giữ hòa bình, toàn cầu và khu vực. Trong tương lai, việc cải tổ Liên Hợp Quốc bao gồm cả Hội đồng Bảo an có thể được đẩy nhanh. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào thể chế quản trị an ninh toàn cầu, vốn lấy hội đồng này làm khuôn khổ chính kể từ Thế chiến II. Về kinh tế, quá trình toàn cầu hóa sẽ phân mảnh hơn nữa. Trong chiến tranh thương mại Trung Mỹ, Mỹ đã tìm cách tiến hành quá trình phi Trung Quốc, loại bỏ hoặc là giảm bớt các yếu tố, bản sắc hoặc văn hóa Trung Quốc khỏi một xã hội hoặc quốc gia. Nhưng việc tách rời hoàn toàn đã gặp khó khăn vì Trung Quốc có sự ràng buộc chặt chẽ với hệ thống kinh tế thế giới. Tuy nhiên hiện tại, chúng ta lại đang chứng kiến sự phi Nga hóa, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng của phương Tây. Mỹ đã đưa ra lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga, EU, đã quyết định cắt giảm 2/3 lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Nga trong năm nay nhằm mục đích chấm dứt cơ bản sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga vào năm 2027. Trong hoàn cảnh đó, các chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm các chuỗi cung ứng năng lượng đều đang được định hình lại một cách nhanh chóng.